Đây là một trong số 45 ca bệnh sởi được ghi nhận tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp trong tháng qua. Bệnh nhi được nhập viện vào 2 tuần trước trong tình trạng sốt, ho và nổi mẩn đỏ. Bác sĩ chẩn đoán đây là một trong những ca bệnh có tình trạng nghiêm trọng do sốt tái diễn nhiều lần vì người nhà không phát hiện sớm các dấu hiệu ban đầu của bệnh. Ở dưới bác sĩ thì khám coi là nó có đỏ đỏ hai bàn tay. Lên tới đây thì cái đầu bữa sau nó mới nổi lên nhiều. Là mấy bác sĩ khám là mới biết bệnh sởi đây. Chứ nhà không biết. Chưa có tiêm lần nào chứ. Bởi vì nó ở với mẹ nó đó, rồi sanh ra hồi nhỏ mẹ với mẹ nó, rồi mẹ nó đi làm không có điều kiện để đi chích đó. Theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa Đồng Tháp, từ đầu năm đến nay, bệnh viện ghi nhận 174 ca mắc và nghi mắc sởi. Trong đó, 3 tháng gần đây có đến 160 ca. Bệnh nhân có biểu hiện sốt, phát ban theo thứ tự từ gáy tai lan lên vùng mặt, lan lên sau lưng và xuống tứ chi, kèm theo ho, hắt hơi, chảy mũi. Và có những trường hợp nặng thì kèm theo khó thở. Bệnh sởi thì lây qua đường hô hấp và tiếp xúc trực tiếp với người mắc sởi. Cho nên những cái trường hợp mắc sởi đó là những người trực tiếp tiếp xúc với người mắc sởi. Thứ hai là những trẻ chưa được tiêm ngừa sởi. Theo đánh giá, nguy cơ dịch sởi tại Đồng Tháp đang ở mức cao. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 371 ca mắc và nghi mắc sởi. Do đó, người dân cần nhận thức được sự nguy hiểm của bệnh này để chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho chính mình và người thân. Trong đó, tiêm vaccine sởi là một trong những biện pháp đơn giản và hiệu quả nhất để phòng ngừa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, chúng ta vừa xem một đoạn video ngắn phản ánh tình hình bệnh sởi trên địa bàn tỉnh. Từ những thông tin số liệu trên thì chúng ta có thể thấy được rằng năm nay bệnh sởi có nguy cơ bùng phát. Và trước tình hình đó thì Sở Y tế Đồng Tháp đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi mở rộng năm 2024. Chiến dịch này sẽ được triển khai như thế nào? Đó là nội dung mà chúng ta sẽ cùng trao đổi trong chương trình ngày hôm nay. Với chủ đề triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi, chương trình rất hân hạnh được đón tiếp bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Ân Hận, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp. Quý vị và các bạn thân mến, theo kết quả đánh giá nguy cơ bệnh sởi trên toàn tỉnh Đồng Tháp, thì hiện 12 trên 12 huyện, thành phố đều có nguy cơ cao, nâng nguy cơ bệnh sởi trên toàn tỉnh lên mức cao. Và để có thông tin chính xác về vấn đề này, thì xin mời bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Ân Hận sẽ có những chia sẻ đến quý khán giả. Vâng, hiện nay thì thông qua cái hướng dẫn của Tổ chức Y tế Thế giới, về cái việc mà đánh giá nguy cơ đối với một cái bệnh truyền nhiễm ở tại địa phương á, thì người ta dựa trên nhiều yếu tố, trong đó cái yếu tố là tiêm ngừa, cái yếu tố đáp ứng tiêm cho các cái đối tượng nó kịp thời, nó đúng lịch và cái tỷ lệ nó cao hay không, rồi cái quá trình giám sát phát hiện các ca bệnh ở tại cái cộng đồng, rồi cái tình hình mà báo cáo các cái thông tin bệnh tật ở tại địa phương đó được thực hiện nó có đầy đủ kịp thời hay không. Chính vì những cái thông tin này người ta mới tổng hợp lại, người ta mới đánh giá được cái yếu tố nguy cơ. Và qua cái phương pháp này đó thì chúng tôi cũng đánh giá bước đầu là Đồng Tháp có 3 địa phương mà có cái yếu tố nguy cơ tương đối cao. Những cái địa phương khác thì ở cái mức độ là nó trung bình và có những mức độ thấp. Nhưng mà sau một thời gian thì bệnh nó bắt đầu nó có những cái chiều hướng phức tạp, nó có xuất hiện nhiều các bệnh, đặc biệt là sau tuần 27 thì bệnh nó bắt đầu nó lan ra nhiều nơi ở trên địa phương. Và khi mà chúng tôi đánh giá lại dựa trên các thông tin mới thì chúng tôi đánh giá lại là Đồng Tháp của chúng ta là một tỉnh mà có nguy cơ cao trong toàn tỉnh, thì chúng tôi đã ghi nhận được tổng cộng là 371 ca, và cái số lượng mà được xác nhận bằng xét nghiệm thì cũng rất là cao, nhưng mà nó cao ở đây là khoảng hơn 80% cái số mẫu mà chúng tôi gửi đi xét nghiệm thì nó dương tính. Và với cái kết quả này thì chúng tôi đánh giá là cái bệnh sởi đang bùng phát tại Đồng Tháp. Theo thống kê thì có tới 90-100% người mắc bệnh sởi chưa được tiêm chủng vaccine. Và để nâng cao tỷ lệ miễn dịch trong cộng đồng thì Sở Y tế Đồng Tháp đã triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng chống bệnh sởi mở rộng. Vậy thì chiến dịch này sẽ được triển khai đến những đối tượng nào và mục tiêu cụ thể như thế nào thưa bác sĩ?
Đầu tiên là cái đối tượng mà có nguy cơ cao nhất là cái đối tượng dưới 10 tuổi, mà ưu tiên cao nhất là trẻ em dưới 5 tuổi. Thì đối tượng này là chúng tôi sẽ tiêm. Và vì hiện nay thì cái đối tượng mà chúng tôi ghi nhận được nó chưa cao so với cái lượng vaccine hiện có, cho nên tôi đang triển khai tiêm cho trẻ em từ 1 tuổi cho tới 10 tuổi luôn. Cái thứ hai là tiêm cho cán bộ y tế ở trong các cái cơ sở điều trị mà có tiếp xúc gần với các cái bệnh nhân có bệnh truyền nhiễm, ví dụ như là ở khoa nhiễm này, ở khoa khám bệnh này, rồi một số người mà chăm sóc bệnh nhân chung, thì những người này thì được tiêm một mũi thôi. Chúng ta có thể thấy được rằng tiêm chủng chính là biện pháp tốt nhất để người dân nâng cao miễn dịch đối với bệnh sởi. Vậy thì ngoài những đối tượng như là trẻ em từ 1 đến 10 tuổi và nhân viên y tế có nguy cơ nhiễm bệnh cao, thì những đối tượng nào cũng cần thiết phải tiêm ngừa vaccine và người dân có thể đến những cơ sở nào để được tiêm chủng thưa bác sĩ? Rồi mình cũng có thể là mang mầm bệnh để mình truyền bệnh lại cho người khác. Và đặc biệt là đối với những người phụ nữ mà chuẩn bị có thai thì nên đi tiêm ngừa trước một mũi thôi. Sởi qua bị rubella hoặc là sởi rubella để tránh hai cái bệnh này trước khi có thai, tại vaccine này là vaccine sống, cần phải tiêm trước khi có thai tốt nhất là 3 tháng trở lên. Để khi mà có thai lỡ mà mình có mắc bệnh thì mình không có truyền cho con của mình sau này. Đối với đối tượng này thì chương trình không có phục vụ cho họ một miễn phí. Mà đối với những cái chương trình này, đối với những người này đó, thì họ cũng cần được tiêm nhưng mà tham gia tiêm ở cái lĩnh vực dịch vụ. Cái đối tượng mà được chương trình phục vụ, ví dụ như trẻ em dưới 10 tuổi mà chưa được tiêm đầy đủ, thì đến đăng ký ở trạm y tế hoặc là những cái trạm y tế đấy, tuyến xã, tuyến phường đó, chỗ nào tiêm thì mình lại mình đăng ký để mình xin được tiêm. Mình nói là mình chưa có đủ được tiêm đủ, mình chứng minh với họ là mình chưa có tiêm đủ. Cái thứ hai là mình có thể tiêm dịch vụ, thì tiêm dịch vụ thì có thể tiêm bất cứ chỗ nào. Ngoài việc tiêm vaccine thì ông có những lưu ý nào đối với người dân để có thể chủ động phòng chống bệnh sởi tại nhà? Và bên cạnh đó thì ngành y tế đang có sự chủ động trong công tác phòng chống bệnh sởi như thế nào ạ? Thì đối với ngành y tế trong cái việc này đó, thì chúng tôi sẽ đẩy mạnh các hoạt động giám sát để phát hiện cái ca bệnh nó xuất hiện ở đâu. Trước hết là để bảo vệ cái người đang bị bệnh là họ phải được khám, chăm sóc, điều trị và hướng dẫn cách ly cho nó đúng để đừng có lây cho người khác. Cái bệnh này nó lây rất là mạnh. Nó có thể lây sau khi nó có biểu hiện là phát ban cho đến 4 ngày sau thì vẫn còn lây. Nhưng mà sau đó thì nó hết lây rồi. Đó. Cái thứ hai là qua cái thông tin này thì chúng tôi biết là bệnh nó đang ở đâu để chúng tôi xây dựng cái kế hoạch để mà triển khai tiêm ngừa và tuyên truyền vận động cho người dân biết là hiện nay tại địa phương của mình đang có dịch bùng phát, người dân cần phải tránh tiếp xúc với những cái ca nghi ngờ, tránh tiếp xúc với các ca bị bệnh để mà đừng có bị lây. Và nếu mà lỡ bị bệnh thì đến cơ sở y tế để được hướng dẫn cách ly, điều trị, theo dõi. Và đặc biệt là nếu mà mình chưa bệnh thì tránh tiếp xúc đám đông, tránh tiếp xúc với những người mà nghi ngờ mắc bệnh. Rồi thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch để tránh cái tình trạng lây. Và nếu chưa tiêm ngừa thì đi tiêm ngừa, khai báo để tiêm ngừa. Nói chung là áp dụng nhiều các biện pháp để mà phòng cái chuyện lây bệnh. Cái thứ hai là đẩy mạnh truyền thông cho người dân biết để mà họ nâng cao cái nhận thức của họ đối với cái việc phòng lây. Cái thứ ba là chúng tôi phải xây dựng cái kế hoạch và đi tìm nguồn vaccine để phân phối để mà tiêm ngừa cho các đối tượng ở trên địa bàn của mình. Rồi đối với cái ngành thì chúng tôi sẽ báo cho sở y tế biết để có những cái văn bản chỉ đạo các cái cơ sở điều trị để chuẩn bị về phòng ốc nè, khu cách ly nè, về vật tư, về nhân sự để sẵn sàng tiếp nhận và cách ly điều trị đúng theo yêu cầu, tránh lây lan, đặc biệt là lây lan chéo ở trong bệnh viện. Quý vị và các bạn thân mến, với những chia sẻ vừa rồi của chuyên gia bác sĩ chuyên khoa 2 Dương Ân Hận đã mang đến cho chúng ta những thông tin hữu ích giúp mọi người bảo vệ sức khỏe cho bản thân cũng như là gia đình.
Đến đây thì phải nói lời chào tạm biệt và xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Dương Ân Hận đã dành thời gian để đến chia sẻ tại chương trình ạ.